Hi guys, welcome back to another video of IELTS Speaking Part 2. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau giải một cái đề nữa ha. Đó là đề describe a time when you shared something with others. You should say what you shared, who you shared it with, why you shared it, and explain how you felt about sharing it. Và trước khi bắt đầu video ha, thì mình hy vọng các bạn có thể bỏ ra vài giây để like cũng như là để lại bình luận ha, để tăng tương tác cho kênh nhằm giúp kênh mình phát triển hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với phần brainstorming. Mình sẽ đi nhanh phần này ha, tại vì mình thấy cái chủ đề này nó khó để tìm ra một cái mô típ chung ha, cho nên thành ra là mình sẽ để câu hỏi thôi, trong trường hợp là cái bài nói của bạn khác với cái ideas mình đưa ra ha. Thì cái yêu cầu của cái bài này nó hơi rối một chút xíu ở chỗ cái chữ shared something with someone. Thì share ở đây nó có thể là gì? Vừa thông tin mà vừa là một cái thứ gì đó luôn ha. Và để cho chắc ăn thì mình cũng đã hỏi một người bạn nước ngoài ha, là người Anh. Thì bạn đó cũng đã giúp mình xác nhận là gì? Chủ đề này mình có thể chia sẻ thông tin, ví dụ như là câu chuyện hoặc là bí mật gì đó ha, hoặc là mình cũng có thể nói về chia sẻ một thứ gì đó. Vậy thì các bạn có thể nói như là share your room, hoặc là share your secrets with another friend. Rồi tiếp theo các bạn có thể nói về when did you share it. If I remember correctly, it took place ago at the time. Rồi cái này mình không cần phải giải thích nữa ha. Các bạn đã xem nhiều video ở kênh mình thì các bạn đã biết cái bộ khung này rồi. How did it happen? Mình sẽ nói về nó xảy ra như thế nào, tức là cụ thể chi tiết của cái sự việc này ha. Rồi what did you think about the one you shared it with? Bạn nghĩ gì về cái người bạn share nó với? Why did you decide to share it? Tại sao bạn lại quyết định share ha? Và cuối cùng là do you still keep in touch with this person? Mình vẫn còn giữ liên lạc với người này chứ? Các bạn có thể kết bằng câu như là now we still keep in touch pretty often via Facebook or Messenger. Hopefully she will always be happy and healthy. Đấy. Bây giờ thì chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc rất thường xuyên ha, thông qua Facebook hoặc là Messenger, via hoặc là via, cái nào cũng được ha. Hopefully, hy vọng rằng là cô ấy hoặc là anh ấy sẽ luôn luôn là những khỏe mạnh và hạnh phúc. Và đó là cái khung ideas cho bạn nào mà có cái ý nó khác cái bài mẫu của mình ha. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với nội dung bài mẫu ngày hôm nay. Thì mình sẽ chọn một cái chủ đề mà mình nghĩ là khá là nhiều bạn sinh viên có thể áp dụng, đó là mình share phòng với một người bạn khác ha. Rồi mình bắt đầu nè. I'm gonna talk about the time when I shared a room with another friend. If I'm not mistaken, it took place about 2 years ago. Back then, I was about to move to Ho Chi Minh City to attend university. And to save some money on accommodation, I decided to look for a roommate. Fortunately, I found Anne, who is my high school friend. She also went to this city to study and her university is not far from mine. So we agreed on living together. We found a medium-sized apartment with a reasonable rent, so we moved in and our lives as roommates began. Anne was a great person to live with. She was really clean and neat. She usually helped me do housework and always tried to make sure everything in our room was in order. She also had a great sense of humor. She often told jokes and sent me some comedy videos on the internet so that I could watch them to unwind in my leisure time. On top of that, she was a good guitar player. Sometimes, when we felt bored, she would play some songs and I would sing along to her guitar. On the weekends, if we didn't go back to our hometown, we would go out for coffee or go shopping together. We had a lot of fun memories during this time. We'd been living together for more than a year until one day, her mother called and told her to move out and live with her aunt, so she had to leave. No words can describe how sad I was at that time. Even though we no longer live together, we still keep in touch really often via Facebook and Messenger. Hopefully, she will always be healthy and happy. Và đó là toàn bộ cái nội dung của bài mẫu ngày hôm nay ha. Thì mình sẽ phân tích lại những cái điểm cần chú ý nè. Và mình trả lời cái nội dung câu hỏi là the time. I'm gonna talk about the time. Hoặc bạn cũng có thể là this topic reminds me of the time when I shared a room. Shared a room with other friend. If I'm not mistaken, hoặc là if
I remember correctly, hoặc là if my memory serves me right. Cái nào cũng được nha. It took place about 2 years ago. Nó diễn ra 2 năm trước ha. Back then, hoặc là at the time, thời điểm đó ha. I was about to move to Ho Chi Minh City to attend university. I was about to be about to do something, là chuẩn bị làm cái gì đó, sắp sửa làm cái gì đó ha. Thì mình gì? Chuẩn bị chuyển xuống Hồ Chí Minh để gì? Học đại học, collocation ha. Và để tiết kiệm tiền, to save some money on accommodation. Tiết kiệm tiền cho cái việc gì? Ở ha. Accommodation là cái chỗ ở. I decided to look for a roommate. Và tôi quyết định là đi tìm một cái người bạn cùng phòng. Fortunately, I found Anne, who is my high school friend. May mắn thay là tôi tìm được Anne ha, người là bạn cấp 3 của tôi. She also went to the city to study, là cô ấy cũng đến cái thành phố này để học. And her university is not far from mine. Và cái trường đại học của cô ấy thì cũng không xa so với cái trường của tôi. Mine ở đây là my university ha. So we agreed on living together. Agree on doing something hay là agree on something ha. Cho nên chúng tôi là quyết định sẽ ở cùng nhau. We found a medium-sized apartment. Chúng tôi tìm được một căn hộ cỡ trung ha, with a reasonable rent, với một cái chi phí thuê khá là hợp lý. So we moved in. Chúng tôi dọn vào ha, moved in. And our lives as roommates began. Và cái cuộc sống mà bạn chung phòng của chúng tôi bắt đầu. Anne was a great person to live with. Anne là một người rất là tuyệt vời để sống cùng ha. She was really clean and neat. Cô ấy rất là sạch sẽ và gọn gàng. She usually helped me do housework. Cô ấy thường giúp tôi làm việc nhà nè. And always try to make sure everything in our room was in order. Và luôn cố gắng để gì bảo đảm rằng tất cả mọi thứ trong phòng của chúng tôi thì ngăn nắp. In order ha. She also had a great sense of humor. Cô ấy cũng có một cái óc hài hước rất là tuyệt vời. She often told jokes and sent me some comedy videos on the internet. Cô ấy thì hay nói đùa ha. She often told jokes, nhớ nhỉ, told jokes, và gửi cho tôi những cái video hài ở trên mạng. So that I could watch them to unwind in my leisure time. Để tôi có thể xem chúng để thư giãn ha, trong thời gian rảnh rỗi. In my leisure time. Tiếng Anh thì là in my leisure time ha. On top of that, hơn thế nữa, she was a good guitar player. Cô ấy là một người chơi guitar rất là giỏi ha. Sometimes when we felt bored, thỉnh thoảng khi chúng tôi cảm thấy chán, she would play some songs, thì cô ấy sẽ chơi một số bài nhạc ha, và tôi sẽ hát cùng theo cái tiếng guitar của cô ấy, sing along to her guitar. On the weekends, vào cuối tuần, if we didn't go back to our hometown, nếu chúng tôi không về quê, thì we would go out for coffee or go shopping together. Chúng tôi sẽ đi uống cà phê hoặc là đi mua sắm cùng nhau. We had a lot of fun memories during this time. Chúng tôi có rất là nhiều kỷ niệm vui trong cái thời gian này ha. We'd been living together for more than a year until one day. Chúng tôi sống cùng nhau được một năm thì một ngày nọ, her mother called and told her to move out and live with her aunt, so she had to leave. Thì mẹ cô ấy gọi và nói cô ấy là dọn ra và sống với dì ha, cho nên là cô ấy phải rời khỏi. No words can describe how sad I was at that time. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được cái sự buồn của tôi vào thời điểm đó ha. Even though we no longer live together, mặc dù chúng tôi không còn sống cùng nhau nữa ha, we still keep in touch. Nhớ là touch ha, keep in touch. Really often, chúng tôi vẫn giữ liên lạc rất là thường xuyên via Facebook and Messenger. Qua gì Facebook hoặc là app Messenger ha. Hopefully she will always be healthy and happy. Hy vọng là cô ấy sẽ luôn luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Đó là cái nội dung của bài mẫu ngày hôm nay. Hy vọng là những cái từ vựng, những cái ideas của mình đưa ra đã giúp cho các bạn dễ hơn trong cái việc trả lời cho cái chủ đề này ha. Các bạn đừng quên like và để lại bình luận để giúp kênh mình phát triển hơn ha. Ok, that's the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye bye.